Cô gái này tên Hannah, là một cô gái nặng gần 100kg, mắt sáng lên khi đứng trước người mình thích. Ăn miếng thịt cũng bị bạn thân ngăn lại. Cô ấy là điển hình của kiểu người chết vì yêu. Khó khăn lắm mới có được một cuộc tình. Thì phát hiện đối phương chỉ muốn bán hàng. Chia tay xong còn bảo cô ấy là một người tốt. Vậy là Hannah quyết định nhịn ăn giảm cân. Cuối cùng nhập viện vì dùng quá nhiều thuốc. Cho Hannah quá nặng, nên các bác sĩ không kiêng nổi. Cô còn có một người cha bị điên. May mà ngoài thân hình mập mạp, ông trời còn ban cho cô ấy giọng hát hơn người. Cô gái này tên Ami, thân hình bốc lửa, xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn. Hannah chỉ là ca sĩ hát thế, nên chỉ có thể ngồi trong căn phòng tối. Hôm đó, trong phòng thu âm, vì vừa hát vừa nhảy quá sung sức, mà Hannah làm thủng sàn. May mà cứu vãn kịp thời, concert kết thúc. Ami cảnh cáo Hannah đừng nhảy lung tung nữa. Hannah rất bất lực vì không mặc vừa đồ thể thao. Đúng vào lúc này, nhà sản xuất Sang Jun chủ động chạy đến ôm lấy cô ấy, quan tâm và an ủi Hannah. Nam thần Hannah yêu thầm chủ động như thế, khiến Anna vui mừng khôn xiết. Anna kể với bạn thân, có khi Sang Jun thích mình thật. Ai ngờ bạn thân lại phản bác, với đàn ông chỉ có 3 loại phụ nữ: xinh đẹp thì là bảo bối, ưa nhìn là món quà, còn như Hannah thì chỉ bị bỏ rơi thôi. Đúng là bạn thân đích thực. Một ngày nọ, Hannah đang chuẩn bị đến tiệc sinh nhật Sang Jun thì nhận được món quà của anh ấy. Nhưng trong bữa tiệc, Hannah và Ami mặc đụng hàng khác cỡ. Sự khác biệt một trời một vực này khiến Hannah vô cùng khó xử. Sung Jun gọi Ami vào nhà vệ sinh. Ami thừa nhận đã lấy danh nghĩa anh ấy tặng đồ cho Hannah. Vì Sang Jun đối xử quá dịu dàng với Hannah, vậy nên đã cố ý sỉ nhục Hannah như thế. Sang Jun an ủi Ami rằng anh ấy không hề thích Hannah, còn nói cô ấy vừa béo vừa xấu. Tất cả mọi việc anh ấy làm đều chỉ vì lợi dụng Hannah. Sang Jun không biết rằng khi đó Hannah cũng có mặt ở đó. Nghe vậy, Hannah đau lòng vô cùng. Thì ra nam thần chỉ đang lợi dụng bản thân. Cô ấy không chịu được cú đả kích này, quyết định tự sát bằng cách đốt than. Chính lúc này, bạn Hannah gọi đến. Hannah nhớ ra người đó là bác sĩ PTTM. Thế là cô ấy đến thẩm mỹ viện. Sau một hồi thuyết phục, anh ấy cũng quyết định phẫu thuật cho Hannah. Anh ấy chọn cho Hannah kiểu phổ biến nhất hiện nay. Phẫu thuật bắt đầu ngay sau đó, Hannah chấp nhận thay đổi toàn diện. Phẫu thuật xong, mặt cô ấy cuốn đầy băng. Mỗi ngày kiên trì chạy bộ 2 tiếng. Cuối cùng sau một năm, một mỹ nữ có thân hình bốc lửa được sinh ra. Gỡ lớp băng ra, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc. Đúng là mỹ nữ đẹp tự nhiên, khóc cũng xinh đẹp. Quần bò ngày xưa may thành váy được rồi. Hannah tự tin sải bước ngoài đường như các cô gái xinh đẹp khác. Anh shipper mãi nhìn cô ấy mà ngã xe, lỡ đâm xe. Tài xế vừa bước xuống đã chửi lớn. Nhìn thấy Hannah xong chảy máu cũng không sao. Cảnh sát giao thông cũng bên Hannah. Nếu không phải vì có hình xăm, thì cô bạn thân cũng chẳng nhận ra. Trong một năm này, Ami không ngừng tiếp cận bố Hannah, mong có thể sớm tìm được Hannah qua ông ấy. Cùng lúc đó, công ty cũng tìm người hát thế mới. Hannah và cô bạn bàn nhau đổi tên thành Jenny, đi thử giọng hát thế. Mọi người bị thu hút bởi giọng hát và vẻ ngoài của cô. Sang Jun cho rằng hát thế thôi thì lãng phí quá, muốn đưa Jenny thành ca sĩ nổi tiếng toàn cầu. Trong quá trình nói chuyện, Jenny phát hiện ra thì ra Sang Jun không ghét Hannah đến thế, thậm chí còn cho rằng đó là một cô gái tốt. Vậy là Jenny liền hỏi Sang Jun nghĩ thế nào về PTTM. Anh ấy bảo có thể chấp nhận, miễn rằng người đó không phải bạn gái mình. Vậy là cô ấy từ bỏ việc thú nhận, đốt hết bức ảnh liên quan đến Hannah. Một ngày nọ, Jenny nghe thấy tiếng hát hết hồn. Bước vào xem thì ra là Ami. Jenny lại gần an ủi, bố tôi bảo muốn gì được nấy thì là thường đến rồi, chỉ có thượng đế mới vạn năng. Ami sững người vì khi chăm sóc bố Hannah, cô ấy cũng từng nghe câu nói này. Trên xe Jenny xuất hiện dòng chữ đồ giả mạo. Một lúc sau, cô ấy vội vàng lên sân khấu, còn chưa kịp thay đồ, Jenny có chút hoảng loạn. Cô ấy có thể thành công không đây? Cô gái trước kia luôn trốn trong bóng đen, cuối cùng cũng được bước lên sân khấu. Từ cánh gà để lên được sân khấu, cô ấy đã trải qua quá nhiều khó khăn. Jenny đang hoảng loạn. Cô quay đầu nhìn Sang Jun, bỗng tìm lại được trạng thái, đẩy concert lên cao trào. Phụ nữ tỏa sáng nhất khi tự tin. Jenny cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ của Hannah, đó là đứng giữa sân khấu, tự do cất lên tiếng hát. Từ đó, Jenny nổi như cồn, lợi nhuận công ty tăng như tên lửa. Trong lúc uống rượu ăn mừng, Sang Jun không thể kìm lòng hôn môi Jenny, cũng phát hiện ra nốt nhạc trên lớp kính. Hannah luôn vẽ hình nốt nhạc đó. Anh ấy lập tức nhớ lại các chi tiết vụn vặt. Anh ấy có lý do để tin rằng Jenny trước mắt chính là Hannah. Trong buổi tiệc, Ami đưa bố Hannah đến.
Người bố tặng cho cô con búp bê. Thấy sắp bại lộ đến nơi, Jenny liền hất con búp bê xuống đất. Sang Jun chạy đến, cố ý đẩy ngã bố Hana, thử xem phản ứng của Jenny. Jenny nói không biết ông ấy là ai. Cô bạn thân cô cũng thất vọng, liền đỡ bố Hana ra về. Jenny định thú nhận với Sang Jun, nhưng Sang Jun đã gọi cô ấy một tiếng Hana trước. Anh ấy bảo sẽ không vạch trần mọi chuyện, muốn buổi concert tiến hành thuận lợi. Lúc này, có người gửi ảnh so sánh Jenny trước và sau PPTM. Bị sếp nói, Sang Jun trả lời sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Nói xong liền kéo Jenny đi. Trong buổi concert, bố Hana lại xuất hiện, cầm con búp bê vẫy vẫy trước khán đài. Lúc này, bảo vệ xuất hiện. Jenny không nỡ để bố bị kéo đi, liền kêu bảo vệ dừng lại. Cô ấy lấy hết dũng cảm thú nhận với khán giả, mình chính là Hana. Trước kia là một ca sĩ hát thế vừa béo vừa xấu. PTTM xong mới được như thế này. Sau một hồi xin lỗi chân thành, khán giả tha thứ và cổ vũ cho cô. Đây đúng là hội fan có lý trí nhất rồi. Jenny quá kích động không hát nên lời. Đúng lúc này, cô bạn thân xuất hiện. Jenny bình tĩnh lại. Cô ấy bước xuống khán đài ôm bố. Sau một khoảng thời gian trưởng thành, Hana đã được là chính mình. Cô ấy không chỉ có được ngoại hình xinh đẹp, mà còn tìm lại con người thật của mình. Thực ra hồi xem phim này tôi còn là học sinh, không hiểu được ý nghĩa bộ phim này lắm. Nhưng hiện tại xem lại, phát hiện ra bộ phim lặng lẽ truyền đạt một thông điệp: xinh đẹp là năng lực kiểm soát thế giới này. Giọng hát hay của Hana không hề thay đổi, thứ thay đổi chỉ là ngoại hình. Nhưng ngoại hình thay đổi giúp cô ấy thay đổi cuộc đời. Tuy bộ phim này là phim hài, nhưng tôi thấy nó mỉa mai nhiều hơn. Mỉa mai xã hội chỉ nhìn bề ngoài này, mỉa mai thế giới coi trọng vẻ ngoài. Chính vì sự phân biệt đối xử nên mới có hiện tượng PTTM. Vậy nên tôi có một câu hỏi. Người ta bảo xã hội thay đổi con người, chúng ta sống trong xã hội phức tạp này, nên tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này theo cách nào?